Chào các bác, hôm nay em xin giới thiệu với các bác là bộ đá mài dao đá núi Tây Bắc. Viên đầu tiên là viên màu vàng, có tác dụng là mài phá đối với dao cùn hoặc là dao mẻ. Viên này độ mịn khoảng 500 grit. Sau khi ta mài viên số 1 này, ta chuyển sang mài viên số 2. Viên này là viên mài mịn, độ mịn khoảng 2000. Viên này có tác dụng làm bén lưỡi dao hoàn thiện. Đối với dùng dao gia đình là ta mài viên số 2. Sau khi mài viên số 2, ta tiếp tục chuyển sang số viên số 3, độ mịn khoảng 5000. Viên này hoàn thiện sau để tăng độ bén và độ bóng của lưỡi dao. Cảm ơn các bạn.